Chào mừng thầy cô và các bạn đến với App Bama, một ứng dụng xây dựng cộng đồng bố mẹ đơn thân. Khi mới vào app thì chúng ta sẽ thấy được logo của ứng dụng ma và màu xanh đặc trưng của ứng dụng. Tiếp theo là các thông tin và giá trị mà ứng dụng mong muốn mang lại cho cộng đồng ba mẹ đơn thân. Kế đến là phần đăng ký tài khoản. Người dùng có thể sử dụng số điện thoại, Facebook hoặc Gmail để đăng ký tài khoản cho app Bama. Ở đây, khi đã điền số điện thoại và mật khẩu, người dùng sẽ nhận được mã OTP để xác minh số điện thoại và tiến hành thiết lập profile người dùng. Ở đây sẽ có những thông tin cơ bản như hình ảnh đại diện, tên hiển thị, năm sinh, email cũng như giới tính của người dùng. Tiếp theo đó, người dùng sẽ được yêu cầu nhập các thông tin về trẻ và các vấn đề mà người dùng quan tâm để ứng dụng có thể gợi ý các nội dung liên quan và đó là kết thúc quá trình đăng ký. Nếu người dùng đã có tài khoản, khi muốn đăng nhập sẽ được yêu cầu số điện thoại và mật khẩu. Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể bấm vào Forgot Your Password và sử dụng số điện thoại hoặc email để tạo mật khẩu mới. Người dùng sẽ được yêu cầu nhập mã để xác nhận đối mật khẩu và sau khi đổi thành công sẽ có thông báo đồng thời đưa người dùng trở về trang page. Tại trang chủ, phần header sẽ chào người dùng và thanh công cụ chat để người dùng có thể chat với helpers và các người dùng khác. Nội dung trang chủ đầu tiên sẽ là phần gợi ý hoạt động dành cho trẻ, tùy thuộc vào thông tin mà người dùng đã cung cấp khi đăng ký tài khoản. Tiếp theo sẽ là các dịch vụ tiện ích cho người dùng mà app cung cấp. Tiếp đến là các thử thách hàng ngày mà khi người dùng hoàn thành sẽ có cơ hội nhận được các voucher giảm giá trong việc sử dụng các dịch vụ của app. Bên dưới là một số thông tin khuyến mãi và cuối cùng là các nội dung gợi ý liên quan đến các tính năng trong app. Về phần dịch vụ mà app cung cấp, người dùng có thể chọn một trong bốn dịch vụ như chăm con, dọn nhà, tư vấn sức khỏe và khám tổng quát cho bé. Tại trang này cũng sẽ cho người dùng thấy được lịch đặt dịch vụ gần nhất cũng như danh sách những helpers mà người dùng đã từng đặt và các chuyên gia được đánh giá cao trong lĩnh vực. Ở đây mình chọn dịch vụ tư vấn dinh dưỡng để làm ví dụ chọn ngày và thời gian mong muốn mà cơ sở dữ liệu khả dụng. Sau đó sẽ chọn loại dịch vụ, tiếp theo là nhập thông tin về bé cho bác sĩ. Sau đó hệ thống sẽ gửi trả danh sách các bác sĩ đúng với yêu cầu của người chọn, người dùng sẽ chọn bác sĩ mà mình thích. Tại đây có thể xem được những thông tin và kinh nghiệm của bác sĩ cũng như các đánh giá từ người dùng trước khi đã chọn được bác sĩ mong muốn và tiến hành đặt dịch vụ sẽ hiện ra thông tin chi tiết đặt dịch vụ tại đây người dùng có thể áp mã khuyến mãi sau đó người dùng sẽ chọn hình thức thanh toán mong muốn và thực hiện thanh toán sau khi thanh toán hoàn thành người dùng có thể kiểm tra lại hóa đơn điện tử hoặc chat ngay với hepper hóa đơn điện tử sẽ lưu đầy đủ thông tin cũng như mã thanh toán sau khi dịch vụ được cung cấp hệ thống sẽ tự động hiện ra đánh giá cho hepper Tiếp theo là phần học tập và chia sẻ gồm 3 phần bài viết từ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, podcast cũng như forum thảo luận các kiến thức được người dùng chia sẻ với nhau. Tại trang chính còn bao gồm các nội dung gợi ý cho người dùng ở các mục. Trong một cộng đồng chia sẻ, ở phía trên cùng sẽ là các nhóm chủ đề mà người dùng đã tham gia. Bên dưới gồm 3 mục, một các bài đăng gần đây, các nhóm chủ đề đã tham gia, gợi ý nhóm chủ đề từ hệ thống. Người dùng có thể bấm dấu cộng để tự tạo chủ đề mà người dùng mong muốn tại một postcard là các bài nghe của các chuyên gia về kiến thức hoặc các chia sẻ mà người dùng có thể gặp phải trong quá trình nuôi con. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm postcard dễ dàng qua thanh công cụ, cũng như nghe tiếp những bài còn gian dở. Cuối cùng là một article, sẽ là các bài đăng được viết bởi chuyên gia. Các bài đăng sẽ được viết một cách chỉnh tề, có một lục các ý chính và quan trọng. Cũng giống như postcard, người dùng có thể tìm kiếm qua thanh công cụ và quay lại bài đọc cũ. Ngoài ra tại đây còn có phân chia nội dung theo từng độ tuổi của trẻ. Marketplace là một nơi trung gian để người dùng có thể đăng bán hoặc cho đi những đồ dùng mà bé không cần dùng nữa cho các bố mẹ đơn thân khác. Vì bé sẽ lớn rất nhanh nên thường có nhiều đồ dùng bị lãng phí. Khi chọn được món đồ ưng ý thì người dùng có thể tự trao đổi và giao dịch với nhau thông qua tin nhắn trong trường hợp người dùng có món đồ muốn cho hoặc bán, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp hình ảnh cũng như thông tin về món đồ trước khi đăng lên Marketplace. Khi đăng thành công sẽ thông báo cho người dùng và người dùng sẽ chuyển về trang chính. Cuối cùng là trang cá nhân của người dùng. Đây sẽ là nơi lưu trữ những kỷ niệm đẹp về hành trình làm bố mẹ đơn thân của mình bằng nhật ký. Đồng thời đây cũng sẽ là nơi quản lý thông tin. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân tại đây người dùng cũng có thể xem lại những món đồ mình đã đăng bán để xóa hoặc chỉnh sửa có thể cài đặt những tiện ích khác cũng như mã qr để dễ dàng kết nối người dùng với các thành viên khác trong cộng đồng hoặc xem lại những bài viết mình đã lưu vừa rồi là phần trình bày của nhóm ba ma cảm ơn thầy cô và các bạn học viên đã lắng nghe